Xin chào nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, rất vui ngày hôm nay lại có cơ hội gặp anh và trò chuyện trong chuyên mục Chuyện bên ly cà phê. Câu chuyện hôm nay thì tôi tin là anh sẽ rất tâm đắc bởi vì đúng với những trải nghiệm mà anh đã từng có và tiếp tục có. Nó là cái gì đấy? Ngày hôm nay khi đi đến Sapa hay xa hơn nữa đến những vùng núi thì tôi nhận thấy là đồng bào dân tộc thiểu số đã hát karaoke này, rồi đã bắt đầu du nhập những cái thú vui mà vốn dĩ người ta vẫn thường thấy ở thành thị thôi. Sự văn minh đã tác động đến cuộc sống của những đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống văn minh dĩ nhiên nó phải đến. Đấy là việc tất cả chúng ta đều ước mơ. Nó rất là nhân văn, bà con cũng muốn. Ngày xưa tôi đi ở cái vùng Tây Bắc, bà con chưa bao giờ biết đến một cái bánh xe hình tròn cả. Tức là không có xe đạp, không có xe máy, không có ô tô. Vâng, chỉ toàn là đi bộ thôi đúng không ạ? Không, bạn nhầm. Toàn nhìn thấy trực thăng. À. Lúc bà con bị lũ lụt, chia cắt, phải mang lương thực vào tiếp tế. Lúc mà bà con ốm đau nặng, đưa đi bệnh viện cũng phải có trực thăng. Bà con bảo là đây, sân trực thăng ở ngay đầu bản đây. Nó đến đây suốt. Nhưng mà gần đây lên là bánh xe tròn đã vào rồi nhà báo ơi. Thế là có đường xe đạp này, Gieo vui không có ạ? đường xe máy. Rất vui chứ, vui vô cùng. Họ phải gùi 7 ngày rồi mới mang được một cái xe đạp vào đấy, tháo tung nó ra và gùi nó trong đấy. Trong bản đấy nó có những cái đoạn đường nó tương đối thẳng, còn đường vào thì không đi được. Thế phải mang xe đạp vào đấy và chỉ đi trong đấy thôi. Còn cái tivi thì tuyệt vời, cả thế giới đến đấy. Không có anh chàng nào đứng đằng sau, không có cô nào nấp đằng sau mà nói ra giả suốt ngày. Có những vùng còn khó khăn, bà con không biết chữ, phải điểm chỉ vào văn bản. Nhưng bảo dạo này quyết tâm đi học để hát được karaoke. Thế thì nó có gì tiêu cực, có gì buồn ở đây không? Tôi nghĩ là không có. Bà con quyết tâm đi học chữ như thế, tức là ấm vào thân, là một cái phương tiện vạn năng cho chúng ta, vừa là giúp đỡ bà con, vừa là để quản lý. Tôi thấy rất là xúc động khi gặp những cảnh như thế. Anh Đỗ Doãn Hoàng thì nhắc về tất cả những cái điều đó với sự hồ hởi, phấn khởi và gần như là anh cũng chung vui với niềm vui của họ bởi vì anh đã hiểu họ khó khăn và khổ cực như thế nào trong quá khứ. Thế nhưng mà có rất nhiều người thì lại nhìn tất cả những điều đó với con mắt ngờ vực bởi vì họ nghĩ đồng bào của chúng ta xa rời ánh sáng của văn minh, như thế mới là giữ nguyên bản. Cũng có người họ nhìn ở chỗ là bảo tồn văn hóa, thì tôi thấy cũng đúng ở chỗ này này. Bạn lên chợ tình trên Khao Vai hay chợ tình Sapa chẳng thấy tình gì cả, mỗi ông xách theo một cái đài hát ý éo mời gọi các bạn khác giới, rồi thì yêu nhau tán tỉnh nhau bằng cái đài, vẫn bằng cái tâm hồn trong sáng và sự tử tế nào đó của các chàng trai bản và các cô sơn nữ. Họ vẫn như vậy thôi, chỉ có điều là chúng ta muốn là cái hình thức nó phải có một cái điệu dân ca, dân vũ, múa Vâng. khèn, thì cái đấy quả thật là rất là văn hóa và rất là tuyệt vời. Đúng. Nhưng mà nó không có nữa thì chúng ta phải bảo tồn theo kiểu khác. Tôi hỏi bạn, thằng Đỗ Doãn Hoàng, người Đường Lâm, ông nó là ông đồ, bố nó học chữ Nho từ bé, thế nó có khăn xếp, nó có guốc mộc, áo the về Có làng. những thứ bắt buộc phải khác đi. Và Vâng. nhất là chúng ta khác đi vì những giá trị nhân văn. Vâng. Thật sự là tôi rất thích những mái dạ thân thương. Tôi những thích những bản làng nâu xám, êm ẹp trong xương, và những con người mặt mũi rất là thô phác và cái tình cảm rất là nồng ấm. Và nơi hỏi thằng cán bộ mày đi đâu đấy, rất là cảm giác nó rất là đẹp. Nhưng chúng ta cứ muốn bà con làm lũ thế mãi ư? Không lẽ chúng ta muốn bà con cứ lều tranh vách đất mãi để chúng ta chụp ảnh cho nó đẹp à? Vâng. Nó phải là dĩ nhiên thôi. Để chống lại cái việc đấy, chúng ta phải bảo tồn, Vâng. chúng ta phải lưu giữ nó, văn bản của nó, băng đĩa hóa nó, và chúng ta sẽ có những nghệ nhân bảo tồn. Đến nhà những nghệ nhân hài nhì ở biên giới nổi tiếng đến tầm quốc gia luôn, họ không biết chữ nhưng họ sống ở trong không gian đấy và họ biết tất cả dân ca dân vũ, biết tất cả những lý lẽ trong nghệ thuật ở đó, và họ sưu tầm, họ trở thành cánh tay nối dài của các cái viện nghiên cứu ở Việt Nam và quốc tế. Thế thì đấy là một hình thức bảo tồn tuyệt vời, ở thế giới họ cũng làm như thế. Không thể bảo tồn theo cách là đây là một ngôi làng và chúng ta đông cứng nó lại và Vâng. chúng ta bảo tồn như thế được. Mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa truyền thống riêng, tạo nên không gian văn hóa phong phú và đặc sắc. Nhiều nét văn hóa tinh hoa, đẹp đẽ nhất của các dân tộc đã và đang được lưu giữ ngày qua ngày. Những người phụ nữ dân tộc Nùng An, tỉnh Cao Bằng với nghề dệt nhuộm truyền thống. Đồng bào Mông ở Hà Giang vẫn giữ gìn được cây khèn với kỹ năng chế tạo công phu, chuẩn xác. Và chúng ta đang đến với bản Tre Căn, tỉnh Điện Biên, nơi hiếm hoi giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân tộc Thái. Bản thân chúng ta thôi cũng mong muốn cuộc sống của mình và con cái mình, cha ông mình, bố mẹ mình ngày một tốt hơn, thì ở những nơi đó họ cũng vậy. Và tôi nghĩ là mang ánh sáng đó đến với những cái vùng đất đó là một chuyện, và cái việc bảo tồn những giá trị văn hóa đó là một chuyện khác. Đừng trộn lẫn vào nhau, đừng nghĩ là mang ánh sáng văn minh đến thì những cái giá trị nó sẽ mất đi. Nó sẽ là song song. Đúng. Chúng ta đừng phê phán, đừng khắc nghiệt, đừng cực đoan, mà hãy giúp họ làm thế nào làm quen được với những thứ văn minh đấy một cách đúng đắn nhất.
đừng để nó trở thành một cái cú sốc khiến cho họ bị mông lung, và đôi khi chính cái việc mà không được hướng dẫn ấy, sẽ dẫn tới những cái hậu quả nó không mong muốn. Chính vì cái sự hồn hậu đấy cho nên là bà con mắc rất nhiều chuyện liên quan đến cái sự du nhập, các cái lối sống cũng như là các cái phương tiện vật chất đấy. Nó không phải là phổ biến quá, nhưng chúng ta cũng phải cảnh báo để chúng ta tìm cách giúp bà con một cách ấm tình nhất. Tôi đã từng tìm hiểu những vụ học sinh ở Điện Biên ấy, tự tử ăn lá ngón. Chỉ vì là ngày nào cũng xem phim Hàn Quốc mà yêu cái anh chàng đấy lắm và thương cái cô đấy lắm. Nhưng đến một ngày thì họ lại chết vì máu trắng. Thế là ăn lá ngón tự tử. Họ rất là khó để có một cái đề kháng đủ mạnh để họ tiếp cận với những cái điều đó. Hay là tôi điều tra ở miền Tây Nghệ An, ai có một cái di động và các đối tượng buôn người là cứ nỉ non qua điện thoại di động. Mà khổ, các cô gái, người Mông, người Khơ Mú, ngây thơ dễ bị dụ dỗ đúng không ạ? Bảo đi chợ với tao, thế là đi. Bảo là sang bên kia biên giới làm việc, lương rất là cao, thế là đi. Bị dụ dỗ vào các cái ổ buôn người. Nam thì bị buôn vào trong bãi vàng để làm nô lệ lao động. Có những cháu bé 12 tuổi thấp thế này này, cầm những thỏi mìn này, đi nổ mìn ở trong hang đá, sang sâu hút hút hút. Nổ xong, tự mày chống cọc lên, lấy quặng vàng cho tao. Còn mày chống không khéo, sập mày chết. Khi họ trở về, họ vẫn thật thà như vậy thôi. Khi chúng ta giúp đỡ bà con, điện đường, trường trạm, chính sách đền nhân ái. Nhưng bà con để mà tiếp cận được với những cái thứ mà cái bánh xe tròn với cái con đường nhựa mang vào, vâng, thì là phải có thời gian. Vâng. Và cần phải có sự chuẩn bị nữa đúng không anh? Chúng ta phải giúp họ có một cái đề kháng. Chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm. Loa xã, hệ thống phát thanh, công an, biên phòng, cán bộ xã, thậm chí cả truyền hình Việt Nam nữa. Tất cả chúng ta vào cuộc thì mới giúp được. Mình phải có trách nhiệm cho cái việc đó đúng không ạ? Đúng rồi, chúng ta phải cho họ ví dụ như có một cái nghề để phát triển. Ví dụ như ở Lào Cai, chúng ta có những tỷ phú về trồng dứa và ở đấy thu hút được rất nhiều lao động. Bà con chỉ cần một cái mức lương như thế, bà con thích ở bản ngay. Và thực sự là nhìn thấy được sự đổi khác, đúng sự thay đổi thật sự. Chúng ta hãy nhìn vào tổng quan. Tôi với bạn vào đấy, họ nhận ra bạn, ví dụ thế. Bởi vì chính tỏ họ hàng ngày họ xem TV. Vâng. Và bao nhiêu cái hay trong TV họ đã cảm nhận được. Ngày xưa tôi đi vùng dân tộc thiểu số, bà con đối xử với tôi như một ông biên phòng mới lên nhận nhiệm vụ. Vì họ không biết nhà báo là cái gì cả. Nhưng bây giờ họ biết báo chí là cái gì. Họ cung cấp tư liệu cho tôi. Họ tố giác tội phạm với tôi. Và tôi về họ nhắn tin gọi điện cho tôi. Và tôi giúp đỡ họ cũng qua điện thoại. Tôi giải cứu họ cũng qua điện thoại. Thì cái đấy đối với cá nhân những người ở vùng thiểu số mà bao nhiêu năm vất vả là một kỳ tích trong cái cuộc sống văn minh vật chất, họ tiếp cận như thế là rất tốt. Còn những cái hậu quả xấu của nó như chúng ta đã nói là khó tránh khỏi. Vâng. Chúng ta lấp đầy nó, chúng ta tiễu trừ nó và chúng ta nâng cao nhận thức cho bà con. Vâng, tôi nghĩ là trước khi chúng ta mang đến cho họ phương tiện thì hãy mang đến cho họ tri thức và sự hiểu biết. Bây giờ thì một tín hiệu rất vui đó là có rất nhiều những chiến dịch và những chương trình du lịch tình nguyện. Các bạn trẻ đi lên trên đó vừa là du lịch vừa là giúp các em nhỏ học tiếng Anh. Và khi mà họ lên trên đó họ thuê nhà, họ mang lại một chút thu nhập cho những bà con dân tộc thiểu số ở đây. Tôi có một chị bạn làm ở đài phát thanh truyền hình Cao Bằng. Chị cứ đi vùng sâu vùng xa thấy những gia đình bố mẹ ăn lá ngón tự tử xong để lại 5 đứa con, chị bảo thế bây giờ ai nuôi? Ông bà cũng đói, các chú các bác cũng nuôi. Chị lại mang về trung tâm bảo trợ xã hội nhờ nuôi. Và bây giờ đến một nửa dân số ở cái trung tâm bảo trợ xã hội là chị rước về. Và những cháu sẽ được ăn học, các cháu được nuôi đến năm 18 tuổi. Và bây giờ rất nhiều cháu đi học đại học, học cùng với con chị luôn. Tôi tin chắc rằng những cái đốm sáng đấy hay là những người mà có cái tinh thần như thế sẽ đánh thức những cái giá trị của cái vùng đất đấy. Nhà thiết kế Vũ Thảo đau đáu với việc phát triển nghề dệt nhuộm truyền thống trong thời trang để mang lại cuộc sống đủ đầy hơn cho những người phụ nữ dân tộc Nùng An. Và rộng hơn là để nét văn hóa này không bị mai một đi. Truyền thống và hiện đại đã song hành cùng nhau trong các sản phẩm của Vũ Thảo. Dự án của chính phủ đưa 600 tri thức trẻ về làm phó chủ tịch xã để phát triển bền vững cho 62 huyện nghèo vùng cao. Và đây là anh Nông Văn Thanh, người đã là phó chủ tịch xã Tả Xìn Thàng, huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên từ năm 26 tuổi. Chuỗi chương trình hành động cùng trẻ em gái Mông đã giúp cho trẻ em ở đây lần đầu được cầm trên tay chiếc máy ảnh kỹ thuật số để các em có cơ hội thu nhận và phản ánh thế giới bằng chính con mắt của các em. Từ đó các em bày tỏ mong ước và suy nghĩ của mình đến cộng đồng và xã hội, đồng thời tạo thêm cơ hội để các em tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài. Hiện nay tôi dạy trong trường đại học, tôi cũng gặp rất là nhiều các cháu ở vùng thiểu số, vùng nghèo đến mức không thể nghèo hơn ngày xưa, và vùng thất học đến mức không thể thất học hơn trong ký ức của tôi. Nhưng bây giờ các cháu về học đại học rất là nhiều, bởi vì các điểm trường đấy thì lại sinh ra trường cấp 1, sinh ra trường cấp 2 và các cháu học cấp 3 mà các cháu vào đại học. Và
các cháu sẽ trở về làm cán bộ. Cho nên là thật sự là đang có một cái cuộc vật lộn rất lớn để vượt lên chính mình ở vùng cao. Và tôi nhìn thấy cái đấy từng ngày một. Ngay cả nhà nước mình có cái chính sách là đưa 600 cán bộ trẻ tình nguyện đi làm lãnh đạo các cái xã vùng sâu vùng xa. Cái đấy thật sự là nó thổi một cái luồng sinh khí mới từng ngày từng giờ, và đời sống nâng cao lên làm cho tôi rất là xúc động. Chúng ta vẫn dùng cái từ là miền núi tiến kịp miền xuôi. Tất nhiên tôi phải nhắc lại là miền núi tiến kịp miền xuôi đi nữa thì cũng vẫn phải giữ cái bản sắc của miền núi. Đúng không ạ? Chúng ta đến đấy chúng ta vẫn phải thấy là thôi thì múa khen, thôi thì hát sli, hát lượn. Phải thừa nhận là ở những cái nơi đó có những đặc sản mà chúng ta không thể nào tìm được ở miền xuôi. Đấy. Và thậm chí là anh biết không, khi mà tôi lên những vùng đất đó, tôi chụp lại rất nhiều những bức ảnh với các em nhỏ hay là với những người phụ nữ ở trên đó. Cái cách họ cười khiến tôi khao khát được như họ. Cái nụ cười nó không có sân si, không có những áp lực, không có những xô bồ ở thành thị. Những nụ cười hồn nhiên, vô tư. Đôi mắt và nụ cười nó là cửa sổ của tâm hồn. Tâm hồn của bạn toàn công việc, hay làm sao bạn có thể cười nó phiêu du như họ được. Cho nên là mình sống với họ, mình thấy mình thật sự là người hơn, mình bình yên hơn. Và cuộc sống thì cũng cần gì phải ham hố nhiều đâu. Có khi tôi học được bà con nhiều hơn là học ở thành phố ấy. Vâng. Thế anh Hoàng có tên gọi theo tiếng dân tộc không ạ? Có. Là gì ạ? Tôi cũng có một cái bút danh, đồng thời là cũng được cắt máu ra để ăn thề tên, ăn thề cùng với họ. Vâng. Là Lì Xé Hoàng. Tôi nghĩ là cứ nhắc đến việc là thay đổi cuộc sống của một ai đó nó rất là to tác, nhưng thực ra chúng ta có thể làm cái điều đó từ những hành động rất nhỏ. Trong những cái chuyến đi của chúng ta, đừng chỉ đơn thuần đến đấy và hưởng thụ. Hãy làm những gì có ích cho cuộc sống của những người xung quanh nữa. Và cảm ơn nhà báo Đỗ Tấn Hoàng. Ngày hôm nay thì tôi đã biết thêm một cái tên mới của anh rất là đáng yêu. Lì Xé Hoàng, đúng không ạ? Và tôi nghĩ đó cũng là một thông tin rất thú vị mà khán giả ngày hôm nay đã biết thêm về anh, cũng như họ hiểu hơn nữa sự gắn bó và yêu thương mà anh dành cho những vùng đất mà anh đã đi qua. Xin chúc cho anh luôn có sức khỏe và năng lượng để tiếp tục những chuyến đi hữu ích như vậy. Và hãy mang những câu chuyện đó kể với khán giả truyền hình, nhất là những khán giả chương trình Cà Phê Sáng của chúng tôi. Cảm ơn bạn.